Tôi không nghĩ là anh tới. Tôi sẽ đưa cô ấy về. Anh nghĩ là tôi sẽ giao cô ấy cho anh với tư cách gì? Một người sếp cũ à? Hay là chuyện này tôi sẽ trực tiếp nói với cô ấy. Đừng uống nữa. Uống say có giải quyết được gì đâu. Vậy tỉnh thì sẽ giải quyết được sao? Người ta thường nói con cái thì hưởng phúc báo của cha mẹ. Không cha không mẹ thì coi như trắng tay. Thư đã ngậm đắng nuốt cay để cố gắng mỗi ngày để cuộc sống tốt đẹp hơn, để người khác tôn trọng mình. Nhưng mà Thư mệt mỏi lắm. Cái cuộc sống này vừa xấu xa, vừa ngột ngạt, vừa chật chội, nhất định không chừa chỗ cho Thư chen chân. Cái đáng sợ nhất Vinh có biết là gì không? Đó chính là sự cô đơn. Lúc nào cũng phải một mình. Một mình Thư đơn độc. Để Vinh đưa Thư về nha. Thỉnh thoảng có hy vọng le lói, Thư muốn dựa vào ai đó thì ngay lập tức chỗ dựa đó bất ngờ sụp đổ. Anh em về. Ừ, chào em. Em về luôn nhanh lên. Em về. Alo. Cẩn thận. Tôi không nghĩ là anh tới. Tôi sẽ đưa cô ấy về. Anh nghĩ là tôi sẽ giao cô ấy cho anh với tư cách gì? Một người sếp cũ à? Hay là chuyện này tôi sẽ trực tiếp nói với cô ấy. Đây đây đây,
Để cô xuống đây giùm tôi đi. Nè. Ây da ơi. Nồng nặc mùi rượu. Lại có chuyện gì buồn nữa rồi nè. Ủa? Mà anh là ai? Tôi là... Đừng có nói với tôi là hai người đang quen nhau nha. Cô này có nói với tôi là cô không có người thân bạn bè gì hết á. Cô ấy nói vậy sao? Ngon. Coi như là biết cách quen bạn trai đó. Mà tội nghiệp. Ở đây 3 năm trời, tôi chưa thấy ai ghé đây hỏi thăm hay là chơi với cổ hết á. Nhiều khi bệnh hoạn ốm đau, cũng tự chịu mình vậy đó. Đẹp, mà hồng nhan bạc phận. Mà thôi, anh ở đây lo cho cổ đi. Dạ. Tôi xuống dưới ạ. Còn cái này thì tôi để anh ghế. Cảm ơn chị. Không có chi. Muốn thành công thì không được từ bỏ. Tôi đây, sắp xếp hẹn lại với bên quảng cáo giúp tôi nhé. Dạ, em tưởng anh đã quyết định hủy kế hoạch quảng cáo. Tôi mới nghĩ lại, phiền cậu nhé, cảm ơn. Hoa Vương xem sớm nhất trên Vion và 20 giờ thứ hai đến thứ tư hàng tuần trên kênh V Channel.